Ở đến hết năm 2017, toàn tỉnh sẽ chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Lâm Đồng hiện có 43 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung với tổng công suất thiết kế đạt 270 triệu viên một năm, tổng sản lượng đạt 230 triệu viên một năm. Ngoài ra Lâm Đồng cũng có 5 cơ sở sản xuất gạch xây không nung với tổng công suất thiết kế 65 triệu viên một năm, đạt tổng sản lượng 45 triệu viên một năm. Với mục tiêu phát triển công nghiệp vật liệu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển các loại vật liệu xây dựng mới chất lượng cao với công nghệ sản xuất hiện đại để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chấm dứt hoạt động sản xuất cảnh đất sét bằng các lò sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn. Theo đó, đến hết năm 2017, chấm dứt hoạt động sản xuất cảnh đất sét nung bằng lò thủ công. Đến năm 2018, chấm dứt hoạt động sản xuất cảnh đất xét nung bằng lò vòng. Đến năm 2020, chấm dứt hoạt động sản xuất cảnh đất sát nung bằng lò đấng liên tục. Có dịp đến thăm vườn hoa được sản xuất theo hướng công nghệ cao của gia đình ông Hà Minh Thông ở xã Hiệp Thạnh. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước màu sắc rực rỡ của những chậu hoa lan vũ nữ. Chừng ước chừng ráo bước vào nghề, bản thân ông Thông...